khoa Hoa Kỳ, họ đóng góp và họ đem những cái mà hiểu biết, những cái gì tân tiến nhất để mà chúng tôi với lại cái hình thức gì mà có thể làm được ở Việt Nam. Thành ra đây bữa nay là các anh chị tới đó, là cái số tiền mà các anh chị đưa vô đó là do cái sự sắp xếp của anh Danny với chị Vân Anh, thì chúng tôi sẽ là bổ sung vào trong cái quỹ đó để giúp cho các em. Rồi ở đây chúng tôi thì cũng có một số những cái hoạt động ở đây. Từ năm ngoái nay đó thì chúng tôi cũng hoạt động ngay tại Orange County, thì có một số những cái lớp cho bố mẹ và về tầm trầm cảm cũng như tự kỷ, những cái vấn đề về tâm lý tâm thần đó. Thì mỗi một tháng đều có, ví dụ tuần tới thì lại có một cái lớp để trao đổi support group cho bố mẹ. Và như chúng tôi có nhiều cái hoạt động ở đây nữa, thì mong các anh chị nếu thấy mà có thể thuận tiện đó thì cũng quảng bá dùm và cũng là tham gia nếu được. Thì đến tháng 6, mùng 10 tháng 6 đây cũng xin Nana và cũng xin mời tất cả quý anh chị, chúng tôi có một cái picnic ở Bicycle Park. Thì mình sẽ nói chuyện về những cái chiều hướng và những cái công việc mình đã làm và những cái planning của mình trong tương lai. Thì mời quý anh chị ngày nào, ngày đó vào, đó là vào ngày chủ nhật, 2 tuần lễ nữa, thì nếu mà có thể thì ghé chơi với chúng tôi. Dạ, cảm ơn các anh chị. Rồi hôm nay mình có 4 bộ. Bộ đầu tiên là áo đầm, kế là áo yếm, ba là áo dài gấm. Áo dài gấm cũng là rất là vui được một cô chủ của cái chỗ là 195design.com thì cổ sponsor mình, thì cổ sẽ cho mấy cô mẫu mượn áo dài mà chị cho mấy anh. Ok, rồi sau đó sẽ một áo dài tự do. Đúng rồi, cái áo dài cuối cùng là áo dài tự do. Thành ra là các anh cứ lúc đó là mình cứ muốn giao lưu hay là muốn chỉ cho các cô chụp chỗ nào thì chị các anh có chị. Thì cái bộ áo cuối cùng đó là áo dài trắng, áo dài tím, áo dài những cái màu cổ điển của Việt Nam. Rồi, bây giờ tụi tôi chụp được cô mẫu.